Chào anh. Em gái ơi, cái máy này bị kẹt. Vâng. Kiểm tra cho anh. Đỡ cho anh cái tạ. Xin lỗi em không đỡ được. Quản lý đâu? Tại sao không hỗ trợ khách hàng? Anh ấy là khách VIP có biết không? Làm anh nghỉ đi. Ra đơn tạ cho anh ấy anh. Để anh. Tập đi anh, để em đỡ cho. Đỡ cho tao. Kệ bố anh. Thằng hôn kia. Biết bố mày là ai không? Làm sao?